Xin chào toàn thể quý chị các bạn trở lại kênh Mua Bán Ô Tô Cũ Cũ của em Quang Minh Ô Tô. Rất tuyệt vời, ngày hôm nay Quang Minh Ô Tô xin gửi tới toàn thể quý chị các bạn một mẫu xe rất là tuyệt vời. Vâng, trước mắt chúng ta ngày hôm nay thì Quang Minh sẽ giới thiệu đến toàn thể quý chị các bạn mẫu xe bán tải Mazda BT50, cực kỳ đẹp, cực kỳ chất lượng, rất tuyệt vời để Quang Minh giới thiệu đến quý chị các bạn. Và tôi sẽ đến lại gần để quý chị các bạn có thể cảm nhận vẻ đẹp của em nó. Quý vị có thấy là form dáng của chiếc xe này là cực kỳ còn nguyên zin, form dáng căng cứng, gần như mới. Em chỉ nói một câu là chiếc xe này quá đẹp, quá mỹ mãn. Chiếc xe gần như là còn zin từng chi tiết. Em sẽ đi qua tổng thể một chút để quý vị các bạn sẽ được xem cảm nhận em nó đẹp như nào. Chiếc xe này chiếc xe số sàn đời 2014, hai cầu điện tử, máy 2.20 nhé. Đây mọi người có thể thấy là từng nương gân gờ, từng chi tiết vùn vỏ còn nguyên cực kỳ đẹp. Đây mọi người có thể cảm nhận được thấy là chiếc xe này là còn núp lắp cực kỳ đẹp, phanh la ra núp phanh ABS, như ABS chống bọc cứng cực kỳ chất lượng, về cái này là sóc xi gầm bệ quá đẹp, quá chất. Đây mọi người, đấy, chúng ta sẽ đi xem từng chi tiết một. Chúng ta thì đăng kiểm của chiếc xe còn khá là dài, đăng kiểm tháng 4 năm 2020. Đây chúng ta sẽ khám phá từng chi tiết một. Chúng ta sẽ khám phá phần keo chỉ. Mọi người có thấy phần keo chỉ của chiếc xe này còn zin đét. Em cam kết luôn là chiếc xe này chưa hề đâm đụng, không nước, không bị kích. Và các phần về an ninh chủ cực kỳ đẹp, bên em bao chuẩn cho chị, bao phép, bao rút hồ sơ và vận chuyển cho em luôn. Chúng ta sẽ khám phá phần, đây chúng ta thấy phần tapi còn nguyên, từng lớp gai sần của xe này vẫn còn zin như mới, cột keo. Chú đang quay xe nhá, chú quay xe cho khách xem, cho mọi người xem. Đây chúng ta phải xem phần cột keo, từng lớp lốp đinh cán của máy dập robot còn nguyên zin, từng đường gân gờ quá đẹp, em nó quá là mỹ mãn. Chiếc xe này thì không thể chê chiếc xe này điểm nào. Đây mọi người, đây các phần chốt cánh cửa bản lề, em nó zin đét, zin như gái 18 vậy, quá đẹp. Phần đã được phần mạ bay lắm cửa bằng ốp chrome rồi. Mọi người có thể thấy là anh chủ anh ấy đi và giữ gìn chiếc xe này. Đấy, cứ ra để xem. Quá đẹp. Đây là lốp phía sau của bên phụ, mọi người có thấy bốn lốp như một vẫn còn zin quáng. Để chúng ta quan sát phần sassi, sơn của lốp quá đẹp. Chúng ta sẽ kiểm tra phần gầm một chút. Đây em đã quay cho quý vị các bạn xem phần gầm bệ của chiếc xe này. Chiếc xe gần như là zin tuyệt đối, chưa có một chút dấu hiệu của xuống cấp hay một mối mọt gì cả. Ở đây chúng ta đang đến với phần thùng của chiếc xe.
Mọi người có thể đặt chiếc xe bằng thùng thì rất rộng rãi, rất tiện lợi để quý vị chở đồ, để cũng như là đi những cung đường đồi núi chúng ta có thể chở những đồ theo. Quá đẹp. Chiếc xe là chiếc thùng hoán cải nên chúng ta có thể là bỏ phần lắp ra cũng được để đi trông nó sẽ rất thể thao. Chúng ta là nếu là thanh niên thì sẽ thích bỏ phần lắp thùng ra bởi vì trông nó sẽ thể thao và khỏe khoắn hơn. Quá đẹp. Đây biểu tượng của thương hiệu Mazda. Chiếc xe thứ hai là xe bản 2.2 mọi người nhé. Đây có một chiếc lốp sơ cua rất còn rất mới nên có. Chiếc xe này thì chúng ta có thể chỉ bàn về giá thôi, còn chất lượng thì khỏi bàn, miễn chê luôn. Mà hiện tại thì bên em đang chào bán cái xe này cũng rất là hợp lý, giá rất tốt mọi người nhé, chỉ có 432 triệu đồng thôi là quý anh chị có thể toàn quyền sở hữu em nó rồi. Bên em sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng cũng như an ninh của chiếc xe này, đảm bảo cho quý vị các bạn yên tâm sử dụng, không phải lo lắng bất cứ một điều gì cả. Để xem. Để nó quá đẹp. Để mọi người thấy đây, cửa mút như thế nào, quá đẹp. Đây, mẫu xe bán tải BT50 là một mẫu xe được rất nhiều người, quý khách hàng tin tưởng và ủng hộ, cũng như được nhiều người sử dụng review lại một cách rất tốt bởi vì những tính năng ưu việt của chiếc xe. Mẫu bán tải thì là một cái mẫu xe rất được ưa chuộng bởi vì những tính năng ưu việt cũng như là các độ bền của nó. Chiếc xe phù hợp với quý vị các bạn đi những cung đường trường, đường đồi núi, địa hình cũng như là chúng ta đi những cung đường khó. Về phần nội thất thì em qua cho quý vị các bạn xem thì quý vị các bạn thấy là vẻ đẹp của em nó như thế nào. Tất cả mọi thứ đều là gần như nguyên bản hết mọi người nhé. Chân nỉ nguyên bản sạch sẽ, zin có đẹp. Nội thất ghế da màu cà phê, vàng cà phê cực kỳ đẹp, sang trọng. Được trang bị ở hộp số 6 số, 6 cấp. Đây chúng ta để xem một phần cầu điện tử trang bị, chúng ta dễ điều khiển. Đó. Màn hình cam lùi. Các tính năng đều rất ok, sau đây chúng ta sẽ test thử tính năng một chút và kiểm tra phần khoang động cơ. Em sẽ tiến hành nổ máy. Đè lổ phát ăn ngay mọi người ạ. Chiếc xe máy lổ cực kỳ êm, máy cực kỳ chất. Còi rất là to, vang, xin nhận ok. Gương kính chỉ nhận ok. Gương kính chỉ rất ok. Rất nhạy, rất mượt mà. Đó, rất ok. Xin nhận thì sao? Em cũng cam kết luôn là những tính năng của xe là tuyệt đối, còn rất khá ok, không phải khá mà là quá ok luôn quý chị các bạn. Điều hòa rất là mát, mát sâu luôn. Xác định mà màn hình nó cực to, cực sắc nét, hành trình đã đủ rồi. Đó, bởi vì là chủ cũ họ đi họ cực kỳ chăm chút chiếc xe này nên là không hề có thể chê cái điều gì trên xe này cả. Túi khí đầy đủ mọi người nhé. Chúng ta sẽ kiểm tra phần khoang động cơ chủ xe. Và đây chính là khoang của động cơ của chiếc xe này. Mọi người có thấy là những chi tiết nhỏ, đeo chỉ lắp capo, một kèo tai vách, quá chuẩn, quá zin. Máy thì gọi thấy là máy
quá chất luôn, máy chưa ra hề động chạm một chút nào, cực êm, khô ráo, máy nổ êm, nói chung là đến ngoài thì chúng ta cũng không phải cần làm về chất lượng gì cả. Chính như bạn có thể đến từ trước xong xe để cảm nhận các chi tiết hơn. Vâng, vừa rồi thì em đã review một cách chi tiết nhất chiếc xe Mazda BT50. Thì quý chị các bạn ưng xe mẫu xe trên thì hãy nhanh tay điện thoại với em qua số hotline 0935198868 để được biết thêm chi tiết và được xem xe. Quý chị các bạn muốn xem xe thì hãy đến địa chỉ của em ở thành phố Uông Bí, em sẽ đón tiếp mọi người. Vâng, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở các video sau khi có mẫu xe mới cập nhật. Mọi người xem video thì hãy like, subscribe kênh cây giúp em để nhận được các video để các mẫu xe nó sẽ cập nhật thường xuyên để quý vị các bạn cùng theo dõi nhé. Xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại quý chị và các bạn ở các video sau.